ban cho các con, hãy đây các con đừng sợ. Và trong cơn bối rối, Chúa đến vô bề vui an. Là thầy đây các con sợ gì? Sợ vào đây chính gia đình thầy. Là thầy đây sao còn bối rối? Ngồi ăn ngài mơ màng kinh thánh giúp môn đệ ngài. Lời xưa ta đã nói trong lúc ở cùng các con. Lời xưa ấy ứng nghiệm về đời được lưu giữ. Yeah.